mẫu đỏ nhiêu để sản xuất Hồng Kông. Buổi sáng em ăn một tiếng sau em ăn một hộp trứng lúa, sau đó ăn hoa quả, trưa lại ăn buổi trưa. Mà đến lúc em đến khi em được nắm và được uống thuốc, em đứng lại được khỏe lại thì em phải lại cứng trở lại. Em nghĩ không, hoàn toàn không biết là mình rõ cái chế độ ăn với nước yêu đá, vì là người đến nắm thì em hoàn toàn không quyền phụ chém. Mà bản thân em nói thật, bản thân em bác sĩ và anh của em là bác sĩ sĩ chuyên khoa về khoa ngoại, khoa xương, mà bỏ tay đi bệnh của em. Em đi khắp bệnh viện Nghệ An, bệnh viện Hà Nội, xong về 2-3 buổi thì không. Vậy thì xong bị thải hóa hết cả một khu lưng và trượt lên đang lên đám là trượt 5 liền xương luôn. Do ăn uống đấy. Do ăn, đấy là hai bác đấy là cùng Nghệ An, cùng Vinh là biển em là đã bị nằm một chỗ như thế rồi. Nhưng mà em khi đêm em đến đấy thì em tiếp thu được, khi đấy là khi tuần dày thì em tiếp thu được à, thì em biết là thực ra thì ra là mình đánh thải hóa cùng một lúc như thế là do mình ăn quá nhiều đáng thưa tế bào ở trong tế bào cũ, tế bào bị già trong người nhiều, cho nên là bị thải hóa ngay lúc cả một bộ xương như thế. Cho nên là em không những là nhìn 5-6-8 mà em nhìn luôn, em chỉ ăn một giờ chừng ngọ. Mà nhưng mà em hưởng không khí, tuổi dậy là em hưởng không khí và uống được lọc hoàn toàn. Mồ hôi rất là nhiều nhưng mà cơ thể thì rất khỏe và nhẹ. Em chê sụt cân nhiều nhưng mà cơ thể lại khỏe nhẹ rất là nhiều. Sau đó em trở lại em ăn 16-8. Tức là khi đầu em thì cơ thể của em thừa quá nhiều với điện thải hóa như thế, cho nên em chỉ ăn một ngày chỉ ngọ và em đủ em áp dụng được một tháng ăn chỉ ngọ. Sau đó thì em ăn áp dụng 16-8, còn bây giờ 5 liều phản em không ngày nào không ăn. Nhưng mà bao nhiêu người kể cả anh em gọi điện đến hỏi làm phương pháp như nào để khỏi bệnh thải hóa, vì là em là bác sĩ, lại bác anh trai cũng là bác sĩ chuyên khoa ngoại, cho nên là cứ nghĩ là bên và đấy đâu đi dốc, cho nên là chứ không biết được là mình nhạc dùng phương pháp nào. Đến lúc thật sự là em cảm ơn trời Phật cho em gặp cái phương pháp này sớm kịp thời, chứ còn nếu như mà để lâu nữa em sẽ là bị vô bị thành bê tông và cứng khử luôn, vì là em ăn 6 bữa thì sẽ lấy thương. Cho nên là em là con trường bạch rồi, cảm bạc cứ yên tâm trải nghiệm rồi sẽ thấy rất là hiệu quả. Nhưng mà trải nghiệm một lúc 5 liều pháp giúp cho em là nhân đạo chứ. Có chị đấy, em rồi ăn rồi chỉ lấy dưỡng chữa bệnh thôi, chứ em không làm gì bên ngoài thể cả. Chỉ em rằng gia đình nhà em chỉ giúp em chữa bệnh, dưỡng bệnh và nghỉ ngơi thôi. Và thậm chí là em cũng theo chùa, cho nên là cả chị em nhé, em đi tuyên truyền cho mọi người khỏe mạnh. Rồi, cảm ơn. Rồi. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.